like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Hôm qua thì mình cũng có nhận những cái lượt comment của anh em trên YouTube á, thì có hỏi là anh ơi, em có 100 m² á thì em có thể là em trồng được bao nhiêu phôi, thì anh tư vấn giúp cho em. Thì ở này á thì mình cũng tư vấn cho anh em như thế này. Với cái mỗi kiểu trại và mỗi cái kiểu thiết kế kệ thì nó có cái sức chứa khác nhau. Nhưng mà ở đây thì mình đi về một cái mức tổng thể cho anh em dễ hiểu hơn. Đó là cứ anh em cứ làm 100 m² thì anh em nên chứa khoảng 10.000 phôi là đẹp nhất. Nếu như anh em làm kệ như cái kiểu mà kệ chữ hát này, hai mặt như thế này nè, thì anh em có thể là chứa nó nhiều hơn, nó rơi vào tầm 12-13.000 phôi cũng được. Nhưng mà có một điều thì nếu mà chứa mà nhiều như thế thì giống như cái độ thoáng của cái trại nó không có nè, cái lối đi nó cũng không có nè. Rồi còn theo cái kiểu thiết kế mà kệ treo nè, rồi cũng là cái kệ chữ Y, đó là kệ chữ H, còn cái kệ chữ Y thì nó có một lớp thôi. Tức là có những anh em thì thu cái đầu xong rồi thì khoảng có 3-4 lứa thì bắt đầu rập cái đít thu luôn, để tận dụng cái khoảng thời gian, tức là rút ngắn cái khoảng thời gian xuống. Ở đây thì nếu mà xét về cái độ chuẩn thì theo như mình hồi giờ mình làm á, thì có anh em 100 m² thì mình làm 10.000 phôi chắc nhất, đẹp nhất và rất là thoáng cái trại luôn. Treo cũng vậy, treo cũng có hai mặt, rồi treo một mặt nữa, rất là nhiều. Nhưng mà theo cái mức chuẩn thì nó như thế. Phí đầu tư cho trại 100 m² thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Thì ở đây thì mình tính sơ sơ về giá phôi thôi. Phôi thì hiện tại nếu bạn lấy 10.000 phôi á, thì nó rơi vào tầm khoảng 40 triệu nha. Thì chưa tính vận chuyển, chưa tính lắp về tại trại nữa. Thì nếu mà về tận nơi á, thì các bạn nên cứ chuẩn bị trong khoảng 50 triệu vì thà dư đừng thiếu trong một trại 100 m². Đó là tiền giống nè, rồi tiền vận chuyển, tiền lắp đợi nè. Đó, thì thà nó dư nha. Trong khi đó còn khi mà phôi nhập về thì mình cũng phải lo cà phê, nước cho anh em nữa, đúng không? Rồi thêm một cái đó là 50 triệu trong khoảng 10.000 phôi. Còn về nói về cái trại và kệ thiết kế như thế nào thì tùy vào mỗi gia đình có mỗi cái hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, thì mình thiết kế theo cái kiểu trại đơn giản này, trại theo cái kiểu tận dụng nè, rồi trại theo cái kiểu quy mô về hệ thống tưới đầy đủ luôn. Thì ở cái mức phí mà làm trại cho 100 m² á thì mình không có nói được, vì ở đây á, thì mức đầu tư mỗi gia đình mỗi khác nhau mà. Anh đầu tư với cái trại làm 5 năm khác so với cái trại đầu tư tạm thời 1 năm nó khác. Nhưng mà nếu mà làm mà nghiêm chỉnh hết thì một cái trại 10.000 phôi cho 100 m² này á, thì mình nên dao động khoảng 40 triệu là chính. Thì cứ 100 m² thì anh em cứ chuẩn bị 100 triệu đi, là để cái mô hình phát. Mình sẽ dẫn cả nhà đi tham quan mô hình trại nấm. Đây anh Trường. Đây, hai vợ chồng anh Trường này, Bình Phước nha. Đoạn này đoạn nào anh Trường? Thành phố Đồng Xoài. Đồng Xoài thành phố mà sao? Thành phố rừng. Chứ em kêu mà thành phố Đồng Xoài mà xin xung quanh không thấy căn nhà này. À có được căn nhà bên kia. Đây. Rồi, mình sẽ cho cả nhà tham quan. À trại nấm này trại bào ngư, nhưng mà diện tích ngang bao nhiêu anh Trường? Ngang 12. Dài bao nhiêu? Dài là 13, dài 6. À 6 13. 6 13. 6 13 10 nhân 60 3 618 80 m² không? À trại trồng nấm thì mô hình nó như thế này. À treo dây rất là chắc.
Cả kiên cố, cái khung treo dây với kiên cố. Ở mô hình này thì chủ yếu là treo, trại và kẻ riêng. Em thấy không? Trại và kẻ riêng không dính chung với nhau. Cái nào ra cái đó. Nền rải vôi. Có điều kiện thì làm lớp bê tông nó sẽ sạch sẽ hơn. Mai mốt ví dụ như trại mà chưa có nắm vô thì anh em ngồi nhậu nó cũng được. Nó vui thì như thế thôi chứ mà chỉ chia sẻ cho anh em về cách trồng nấm thôi nha, chứ không chia sẻ về cách nhậu. Bây giờ thì như thế này đi, lá chanh cây thước. Cái việc thứ nhất thì anh em hỏi về cái vấn đề kẻ thì kích thước nó như thế nào. Thì mình có chia sẻ với cái vấn đề này khá là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì mình đo cái kích thước này nó cũng giống như ngày xưa thôi. Nó cũng là 42. Và đặc biệt là cái khe hở này. Đây, mình kéo một cái kẻ ren ra. Tức là phủ bì vẫn là 42 nha. Phủ bì ra đây. Thì mình để mình chờ mình lấy cái thước mình đo cho anh em coi kỹ. Và làm thì có một cái như thế này. Có một số anh em làm thì mình thấy là nó có cái trường hợp là tức là mình hàn cây trụ trước. Mặt nói là hàn cây trụ trước thì nó rất là khó, thì đòi hỏi thì phải 4-5 người đỡ trụ. Vì nếu mà cái kẻ này thì mình nói là cái kẻ của mình để chắc phôi thôi, như thế thôi, nó ngắn, nó có 1m75 thôi. Thì nếu như mà anh em mà làm cái kẻ 3m thì đòi hỏi 3-4 cái trụ, phải 3-4 người đỡ rồi mới bỏ lên hàng. Thì như thế thì nó ngược. Vì hồi giờ mình làm á, thì cái cách mình làm là mình làm cái khung này trước. Đây, vẫn là 42, em thấy không? Phủ bì nha. Cái thước nó hơi mờ một tí xíu nhưng mà đây 40 nó nằm đây này, 42 và nó vô số đỏ luôn nha. Số đỏ là mai mốt là nếu mà mình làm cây V ấy, thì nó bạ cái V vô đây luôn, nó bạ như thế này. Đây mình lấy cái V lậm nhặt tranh cái V đi thì mình sẽ bạ vô. Thì trụ mình làm cái V cũng được, trụ làm vuông đây mình sẽ bạ vô như thế này cho nó chặt này. Đó, nó ôm hai góc luôn này. Đó, ok chưa? Dạ đó, mình hàng nó cứng cáp hơn. Còn anh em thì làm cái trụ vuông cũng được, cái trụ vuông thì bả ngồi đây hay là bả đầu đây cũng được. Thì cái việc thứ nhất là mình nói là phủ bì là 42. Cái là anh em nó có một cái trục trặc như thế này, 42 xong rồi cái lấy những cái khung trong này chia ra đều ra. Thấy không? Tức là hai cái cây ở trong giữa này là chia đều ra. Tự nhiên mai mốt cái bạch phôi mình nó sẽ bị vẫn ở giữa, cái lỗ này nó bự quá rồi. Thì cứ 42 phủ bì như thế này rồi thì ở đây nè, cái này là để mình để cái bạch phôi lên nè, hai bạch phôi đối đích nhau nè, thì mình canh sao lọt lòng vào đây thì tầm đúng 9 cm luôn, 9 cm, tức là lọt vô cái lỗ đây 9 cm, lọt bên này 9 cm, thì còn cái đoạn giữa đây nó trống mà kẻ nó. Thì mai mốt mình chắc hai cái bịch phôi mình chắc như thế này, còn bên kia mình chắc ngược lại thì nó cái đoạn trống này nó bị cái khe giữa này, nó phải hở cái khe giữa cho nó thoáng. Thì mình làm á thì mình làm cái khung này trước, mình làm cái khung đỡ này trước, sau đó không cần lắp trụ gì hết thì bắt đầu mình sẽ làm như thế này nè. Mình sẽ dựng cây, em dựng lên giùm anh á, mình dựng như thế này nè. Đó, mình dựng nó, mình dựng đứng lên, cho nó nằm, kiếm cái nền mặt bằng dựng đứng lên, xong rồi mình lấy cây, rút cây về cho anh luôn. Đó, để chia sẻ cho anh em mình làm cái kệ cho nó nhanh. Đó, mình làm như thế này. Thì ở bên đầu đây mình làm một cái vàng nữa thì mình cứ kê lên. Đó, mình hàng đi. Và chỉ có hai người thôi. Hàng xong rồi từ từ là mình bỏ cái khung ở giữa rồi mình hàng tiếp. Đó. Anh em hiểu không? Nãy giờ mình nói là ở đây đáng lẽ là dựng một cái khung nữa. Thôi bây giờ cái khung này chưa mài, mình cứ làm cái khung dài 3m như thế này đi. Mình làm cái khung dài 3m. Đây, ở bên đây nè, có một người đỡ nữa nè. Thì mình cái đầu với cái đuôi nè, nên là mình để cây về lên nè.
à, mình nhá thôi đó, mình để lên như thế mình hàng. Còn cái chính giữa nó thêm một hai kẽ gì mà kẽ nó, mình cái hàng thành cái khung cố định đi, rồi đầu mình kê chính giữa vô là mình dựng cái dàn giữa cho mình hàng ở đây, mình hàng ở đây mình ví dụ nha. Còn thì cứ như thế thì làm nó khỏe hơn, nhưng mà phải đòi hỏi kiếm cái mặt bằng cho nó bằng nha, chứ không nó lên xuống thì nó không có tốt. Còn còn cái khung này hàng này, cái khung này hàng này đó, à, thợ bên mình thì làm quen cái này rồi, à, làm một cái khung bự ra ngoài. Cái khung bự ngoài là cái khung cố định, tức là khung chuẩn luôn. Đặc biệt cái là nếu mà nó mà chặt một cái là chặt hết nha, thì anh dép thì nó là khung chuẩn mà, cứ thả lọt vô cái khung đó rồi cứ hàng đó này nè, đó cứ thả khung vô nhanh lắm. Rồi cái là hàng cái đai xong rồi cái lụm cây thả vô đóng khung nha, là xong. Cứ cái kẽ nó vô như thế đó, cái kệ này đang làm là wow mày nữa. Sắt thì mà cứ xả một lần luôn đi, cứ đo chính xác một phát là xả đây, đóng đóng rồi bao nhiêu mét là cứ xả đều hết. Và nó có cái cây cái cây tre này, cây tre này cố định ở trong cái máy cắt, thì cứ kéo cái sắt động chạm cái đây là cắt, kéo chạm là cắt mừ cây như mừ luôn. Còn muốn ngắn hơn thì làm cây tre ngắn hơn thêm vô đoạn tí xíu nữa đó. Nên vậy nhớ. Rồi thì cái đây là mình quay là cái kệ này là cái kệ mình để phôi. Còn cái kệ mà anh em mà trồng nấm á thì nó cũng giống như vậy thôi, mà nó dài hơn. Ví dụ như thường thường mình làm 3 mét, 1,5 mét thì nó có một cái cây cột giữa nữa cho nó cứng. Còn bình thường thì mình làm đây thì cái vàng ở trong nhà xưởng chuyên đẩy phôi thôi, thì nó có 1,70 mét thôi. Rồi ok, thì đó là những cái gì mà mình chia sẻ với anh em mà làm cái kệ, để cho anh em mà mới bắt đầu vào làm kẻ thì đỡ hoang mang hơn và làm cho nó dễ hơn. Và thợ thì mình cũng nói thợ sắt thì cũng nhiều kiểu khác nhau, vì họ ít khi mà họ làm dàn nấm, họ chủ yếu làm cái khác thôi. Còn lâu lâu mà đụng vô ngành nấm làm cái dàn nấm này thì mình cũng có bắt gặp khá là nhiều rồi. Hôm nay thì mới dám chia sẻ anh em, mà cứ hàng cái trụ đứng lên. Có những trại thì làm kệ dài 6 mét luôn, thì 6 mét thì 4-5 cây trụ. Thì cứ dựng cái trụ á, đỡ, đôi lúc nó cũng không thẳng bằng đâu. Đó. Rồi, thì mình cũng chia sẻ như thế thôi. Hy vọng thì nó còn cái nào hay hơn nữa thì để mình chia sẻ với anh em, và cũng như sự góp ý của anh em. À, để cho những cái video sau nó được ok hơn và nó được làm những cái này tốt hơn. Còn sắt thì nấm cũng nói rồi, hiện tại thì nấm làm vuông 3 hết, kẽm hết. V thì cũng V3 để nó ập cho nó ok. Đến, tiếng nữa hả? Nửa tiếng nữa hả? Treo đến nó đang nhậu chứ. Đến, để coi thử là anh ấy treo dây. Anh ấy đang ngồi đo cắt gì đây. Rồi mua cuộn dây này treo cho chắc đi. Đó. Ngày xưa giờ treo dây này thấy ổn không? Ổn. Ok. À, đang treo. À, đang đầu vô phôi rồi nè, có hai hàng vô rồi nè. Đó. À, bây giờ thì đang treo vô thêm nè. Đấy, mình quay là treo cái dây này cho chắc đi. À, cách mặt đất tầm khoảng 20. Thì khi mình treo á thì cái dây này á thì mình nghĩ rằng nó sẽ ít giãn. Hãy treo dây này cho chắc ha. Thì khi mình treo thì mình cách mặt đất 20 cm, rồi quá trình mình treo phôi nó sẽ kéo lên. Nó sẽ kéo lên nha. 20, nhưng mà khi mình treo cái phôi nó bung ra nó kéo lên thì nó phải tầm 30 40 luôn. Rồi khi nó nặng quá bắt đầu nó giãn, nó kéo xuống lại. À, này, ở đây nó giãn nè, nó lại kéo xuống lại nè. Nhưng mà hình như cái lô dây bên này cũ phải không? Đem... cũ người ta làm sát đất á. À, cũ là người ta làm tới sát đất. À, thấy không? Mình quay. Ngày xưa cái dãy bây giờ là đang chỉnh sửa dây lại. Đây, nếu mà treo sát đất á, thì nó sẽ hở lên tầm khoảng cỡ... quay này,
Anh quay nói này rồi, này rồi. À bên đó, nhưng bên đó nó tối quá, thôi để anh vào bên này cũng được. Đấy, nó hạ xuống là tầm có cái thì nó lên được 20. Nhưng có cái thì có 15. Mà đây nó sẽ giãn nữa, nó sẽ giãn nữa vì mới treo lên thôi. Trong cái quá trình mình tưới này kia nữa, rồi một thời gian nữa nó sẽ giãn. Vậy thì bên này thì họ sẽ chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa lại cho nó cái dây nó cao lên một tí thì mai mốt nó vừa. Chứ nó treo mà nó chạm đất quá thì mai mốt cái nền hiện tại là nền đất thì mình tưới nó sẽ dễ bị đất nó dần lên nấm. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai nữa là mình dọn vệ sinh nó cũng khá là khó. Lúc đó là phải nằm dọn vệ sinh. Phải trải chiếu dọn vệ sinh, tư thế nó là như thế. Trại trồng nấm thì mô hình nó như thế này. Treo dây rất là chắc. Kệ kiên cố. Cái khung treo dây với kiên cố. Ở mô hình này thì chủ yếu là treo trại và kệ riêng. Em thấy không? Trại và kệ riêng không dính chung với nhau. Cái nào ra cái đó. Rồi, đây, ok, tới. Mở đèn lên sáng. Mở đèn lên đẹp anh. Đây, trại của anh Vĩ. Cái trại mà hôm bữa mình có quay lên cái hệ thống tưới á, thì ở trại này có hai hệ thống tưới. Một là bếp nhựa, hai là bếp đồng. Mà anh Vĩ anh gắn cái bếp nhựa ra nè. Nó đi trên cái đường phôi á. Thì để bây giờ là không có sửa kịp, mà để thôi mai mốt đi. Mai mốt thì nắm nó ra thì mình sẽ nói anh Vĩ là nhích cái đường ống nhựa đây nó qua giữa. Vì anh em biết sao không? Khi mình tưới xong cái nước bắt đầu nó nhỏ là mình phôi á. Lúc mà nước dư phút mà khi mình tắt mấy ôm rồi đó thì nó sẽ nhỏ là mình phôi. Đó, bây giờ từ từ là chân sau này là ảnh sẽ đổi. Đây là cái kệ nè. Trời. Mình sẽ quay tổng quan của trại. Ô mưa lại, mưa càng ngày càng lớn á. Trời ơi, mưa mát rồi. Ở đây cái máy của anh Vĩ anh lột và anh dán keo thì chưa dính lắm, để bên khác dán lên lại. Rồi đây mình leo lên đây. Mình sẽ leo lên, mình hướng dẫn cả nhà về cái hệ thống. Một tí mình sẽ nhấn lên. Đây là nè. Đây. Bếp này. Anh em lưu ý nha, cái đường bếp này mai mốt không được đi trên bịch phôi. Và tốt nhất mình đi lên cái luồng giữa ở đây. Trại này là của anh Vĩ 8-10 không? Trại mình là 8 nhân 10, tức là ngang 8 dài 10 á. 6 dài, đúng cho mét vuông á. 6-20. 6-20 là 120 mét vuông. Nhưng mà cái trại này thì anh Vĩ tầm 10.000 phôi thôi. Không mét rồi. Đây là mình đây, mình đang nói là đây, cái hệ thống cái đồng nè. Đây, đây thấy hệ thống cái đồng à. Tức là hai hệ thống. Hệ thống này là mai mốt anh Vĩ anh sẽ dùng để sấp nhiệt. Còn cái hệ thống bếp đồng đó là để mai mốt tưới cho nó mát. Nếu mà cái trại kết hợp hai hệ thống này là quá ok. Anh Vĩ anh bật hệ thống bếp đồng trước đi. Mở bếp đồng đây, mở bếp đồng. Rồi giờ mình sẽ nói anh Vĩ là mở bếp đồng. Để cho cả nhà xem. Bếp đồng đi, mở bếp đồng trước. Mưa quá nói không nghe rõ. Rồi bây giờ mình sẽ quay bếp đồng cho anh em xem. Bếp đồng là đi đường giữa là ok rồi. Đó. Được không?
đây đường bếp này, tư đường bếp này. Ok rồi, đây là cái này. Đó, không xin mờ luôn á. Cái trại này quá tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ anh tắt cái đồng đi, rồi để em leo lên máy. Em leo lên máy hả? Bây giờ nắm xe leo lên máy vì cái máy quay sợ nó ướt rồi. Từ từ chờ em tí xíu đi, mình sẽ leo lên máy để mình quay cái bếp phun sương bằng nhựa cho anh em xem nha. Nhưng mà hy vọng thì mình sẽ ráng leo lên đâu. Leo lên nóc nhà luôn nha, ngồi đây chơi luôn á. Rồi ok, rồi anh Mỹ ơi, bật bếp nhựa lên luôn. Rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi mình đang leo lên nóc nhà rồi. Đấy, chờ một tí xíu nữa hệ thống cái gì phun nha. Rồi đang phun lên rồi nè, nước lên rồi nè. Đó anh em ha. Rồi đó là nguyên trại nha. Đó, đang tưới nguyên trại nè. Cái bếp nhựa mà mình hay giới thiệu cho anh em á. Đó. Đó, đây, 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 đây. Đó, nguyên trại, tổng quan trại đang. Anh em thấy bếp nhựa thế nào? Đó, mình thấy là quá tuyệt vời luôn á. Chỉ có một điều là hôm khác anh Vĩ anh sẽ chỉnh lại. Anh chỉnh lại cái đoạn giữa là ok. Đó. Đang tưới bếp nhựa nha. Không biết là trời mưa ồn quá sợ anh em không có nghe, mà bếp nhựa nó phun nó bay sương quá trời luôn. Bếp cách bếp 2 mét nha, hàng cách hàng 2 mét. Anh em xin lưu ý cái điều này. Và đặc biệt nói lại một lần nữa là không nên đi trên cái đường bịch phôi. Và cái đường bếp này thì mai mốt mình sẽ nhích qua đường giữa thôi. Xin nhắc lại một điều đó. Rồi, dâm lại. À quên nữa chứ, một cái điều nữa là mình dặn anh em nè. Tức là khoảng cách đầu cái bịch phôi, anh em thấy anh Vĩ anh gắn một cái tay không? Cái tay mà nó đỡ cái bếp đó, đó hai cái tay đó. Để đỡ cao lên bịch phôi khoảng cỡ nửa mét. Đó, anh Vĩ sẽ canh đoạn giữa của đầu đỉnh bịch phôi và trên cái nóc. Để canh cho nó phun vô đều. Chứ nếu mình gắn thấp quá thì nó phun không tới. Mà gắn cao quá thì nó lại dính trên nóc nhà. Dính trên nóc nhà. Nên gắn ở đoạn giữa là ok nhất. Thái tưới như thế này là ok rồi. Rồi mình rồi. Đang leo nóc nhà. Không biết lỡ mà điện nó giật rồi nằm ở trên này luôn. Ok chưa? Mát mát. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ cho anh em hiểu hơn về cái cách mà gắn bếp cũng như là tham quan cái trại này.
Đi rút được không? Rút được giờ rút không? Rút lấy kéo cắt đi. Yếu vậy? Thấy cái kiểu này là không ăn rồi. Cái đầu bên này nè, cái đầu bên này nè. Đó, bên kia. Thấy cái kiểu này phải lấy dây cắt rồi. Yếu quá. Để cho đi học một khóa mở dây bao. Tháo bao. Đó, một khóa học đó. Hồi lấy kéo cắt cho nhanh nè. Đừng ngắn. Rồi, ok, được, được. Rồi, rồi em múc cho anh, em banh cái bịch ni lông ra. Rồi. Ok, lấy cái ly đây múc cho anh. Một ly đây. Rồi, xả ít xuống nữa lại, đầy đầy quá. Nữa. Rồi, ok, ok. Rồi, đây, mình đã lấy cái này rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm cái thí nghiệm cho anh em xem nha. Rồi, ok, mình đã... Bây giờ là mình sẽ có chuẩn bị nước đây. Và anh em xin lưu ý nha. Ở mình đang dùng ở phương pháp thử này là phương pháp thử ngược. Vì anh em học cũng biết là vôi là bỏ trong nước. Chứ nếu mà dùng nước bỏ cho vôi thì nó sẽ bị cháy nổ. Nhưng mà mình làm ngược đi. Để mình biết thử cái vôi nó đủ chất lượng hay không. Vì trên thực tế thì một số anh em hỏi là anh làm cái thí nghiệm đi. Mà mình có làm cái video trước rồi. Và đã lâu rồi nhưng mà sợ anh em tìm không ra, bây giờ anh em hỏi thì mình làm lại, mình làm lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước từ từ ít thôi. Rồi đó, ít thôi. Rồi mình sẽ xem phản ứng của nó. Đừng có đổ nhiều quá nha, đổ nhiều quá thì cái lượng nước nó với cái lượng vôi á, nó mà ngang nhau cái là nó cũng không tạo hiệu ứng được đâu. Đó, anh em thấy không, nó sôi nè. Đó, nó sôi đấy chưa. Và nó teo cái chai luôn. Anh em chuẩn bị coi nó teo cái chai nè. Đó, nó sôi lên đó. Đó, cứ chờ đi, chờ vài phút đi. Cảm thấy chưa nóng gì nữa hết là thì mình đổ thêm. Vì đôi lúc sợ cái lượng nước nó ít quá. Nó sôi nữa. Và có hai, có nhiều loại vôi lắm, anh em cứ lưu ý. Nên là cứ về mình cứ làm thử đi. Rồi mình cứ cho nó teo, chờ một tí 5-7 phút gì đó nó teo đi. Và đặc biệt là nó phải xì cái hơi nóng lên. Rồi khi nào nó teo đi rồi tí nữa mình giải thích. Có nhiều trường hợp anh em vẫn mua đúng cái vôi đó. Nhưng mà cái sao em làm nó không có. Nó bị teo cái chai. Ở này là anh em nên ra vật liệu xây dựng có mua cái bao vôi mà nó có cái cục á. Đây, đây, nó đang teo nè. Anh em thấy không? Đây, từ rồi. Đâu nó teo rồi. Chí cái... Chí rồi đấy, đó, lũng đó. Thấy không? Nhỏ thêm tí nước nữa. Đổ thêm tí vô nữa. Thôi, đổ nhiều nhiều giờ này, tăng nhiều nhiều à. Đó, nó theo cháy cái chai này. Anh em thấy nó cháy không? Đó, đó. Đó, nó xì ra, đổ nhiều quá. Đó, nó cháy nè. Cháy đó, cháy đó. Ừ, cháy nè. Ừ, anh em thấy nó xì khói không? Đó, đổ từ từ vô. Nó lủng mất rồi. Đó, giờ nó cháy chai nè, anh em thấy không? Teo quá, nè, nó teo cả đường đường luôn nè. Nè. Đó, mềm nóng lắm nha. Anh em đừng có động, để nó sụn chai rồi đó. Mình đổ thêm tí, cứ mình đổ tí xíu là mình canh canh chêm chêm nước nha. Nè. Khói nè. Giờ này là hết rồi, chắc mình nghĩ là nó sẽ hết, nó teo cái chai như thế này rồi. Giờ nước, ủa nó nóng nè. Mình thấy hơi nó vẫn còn lên quá trời chưa. Nè, hơi nè. Giờ mình nhìn thấy cái chai không, lấy lên nè. Nóng lắm. Đó. Rồi. Rồi giờ đổ vô thêm tí. Nó có nhiều loại nha. Ồ. Xèo xèo như đổ bánh xèo á. Nè. Thấy nó còn xì hơi chưa? Anh em có thấy không? Sao mình quay mình không thấy rõ cái hơi nó lên ta? À, nhưng dù gì nó cũng theo cái chai này đó. Đó nó xì hơi đó. Đó. Đổ như bánh xèo á. Xèo xèo. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Ý là giờ mình đổ mình thải nha. Nha giờ hết tác dụng. Thử nó sôi lại không. Thôi nè. Ốc ốc qua.
dài nó đi quá trời luôn. Rồi, rồi thôi. Ui, nóng lắm. Rồi vô phẩm tay nha. Ui. Thôi không giờ. Rồi, như vậy là ok rồi đó. Đấy, anh em mình lấy cái vôi để mình dùng được. Và tí mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái cách vì sao có những cái là mình làm. À, thôi ở đây hướng dẫn luôn. Nhưng mà trước khi hướng dẫn cụ thể hơn á, thì anh em nên trả công cho nấm nha, bằng cách đăng ký cho nấm, đăng ký kênh giúp nấm. Và nhớ khi xem video có quảng cáo thì anh em nhớ click vào quảng cáo giúp nha. Rồi cho nó sôi lần nữa. Vậy thì khi mà mình khui cái bao vôi ra rồi thì mình làm thử nghiệm như này ok thì mình cứ dùng cái bao đó, mình cứ dùng cái bao này ha. Và nếu mà làm lần thứ hai khoảng có cách vài ngày sau á, mà mình có làm thí nghiệm lại thì chắc chắn nó không teo như thế này nữa. Anh em vì biết cái lý do vì sao không? Vì cái là khi mà nó đã tiếp xúc, khi mình khui trống cái bao ra, nó đã tiếp xúc với không khí rồi thì nó hút ẩm. Nó hút ẩm vô rồi bữa khác mình có làm thì nó cũng ít khi mà nó bị dày lắm. Nó ít nóng hơn. Nhưng mà nó có một trường hợp là nó các bạn rờ nó vẫn ấm cái chai. Nó trúng nước vô nó vẫn ấm, nóng luôn, ấm hung luôn á, chứ không phải ấm sơ đâu. Đây nó teo này. Đấy. Lúc rồi. Rồi, ok, như vậy thì đó là cái cách mà mình hướng dẫn cho anh em về xử lý dùng vôi để xử lý nấm, tức là nhất là đặc biệt là vô cái lúc mà vô gì xịt vôi vô cổ để khử trùng á. Rồi, ok, vậy là kết thúc. Trước tiên thì chúng ta cứ tham quan sơ đi. Rồi từ từ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà thời điểm, chọn thời điểm rút bông cho thích hợp, đúng không? Khi nào rút bông rồi thì khi nào đậy nắp. Đấy. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ tham quan phôi. Đây. Phôi này thì đã già rồi nè. Anh em thấy không? Trắng nó khá là già. Vậy thì ở thời điểm này thì mình đã xử lý hay chưa? Ở đây anh em coi thì vì cái ánh sáng ở đây nè, trời nắng á, thì người ta bắt đầu sẽ kéo cái tấm này che. Đó, che nhưng mà che hở cho nó thoáng. Chứ không nên che kín. Vẫn che nhưng mà kéo rộng ra. Thì nó sẽ tốt cho phôi hơn. Vậy thì bây giờ mình đi. À, ở đây có rồi nè. Đây, bắt đầu thấy nấm bói ra rồi nè. Anh em thấy có chùm nấm bói nó ra chưa? Coi sơ. Phôi thì mới nhìn vào cảm giác nó rất là già, thậm chí nó bung nấm bói ra luôn. Nhưng mà vậy ở thời điểm này thì mình nên xử lý hay chưa? Câu hỏi đặt ra đó. Và làm cách nào để cho nó tốt? Đó, thì anh em nhìn như thế này. Đấy. Mình nhìn cái đít nè. Đấy. Vậy thì có vài bịch nó chưa, vài bịch nó mới có vừa chạm đít, nhưng mà lại sao tự nhiên có nấm bói ra. Việc thứ nhất để mình giải thích cho tất cả anh em hiểu rõ một vấn đề như thế này. Ví dụ mình nhập hàng thì với cái trại này thì nó rất là rộng. Đây, từ đầu đến đuôi đây nó tới mười mấy ngàn phôi, là gần 20 ngàn. Đó, tích ở trong kia luôn. Đây. Vậy thì nhà sản xuất bất cứ nơi đâu cũng khó để đáp ứng cái một lúc mười mấy ngàn. Ở đây mình nói là rất ít, vẫn có nhưng mà rất ít. Thì đa số thì họ có thể là họ làm ngày này cách ngày kia. Đó. Nhưng mà ở này á, thì cái phôi thì thật chắc mình đang nói là cái phôi của mình. Đó. Thì nếu mỗi ngày mình sản xuất ra 3-4 ngàn thôi, thì ở đây gần 20 ngàn thì nó mất gần một tuần. Đúng không? Thì một tuần thì cái ngày cấy của đầu tiên với lại cái những cái ngày cấy của cái cuối cùng thì nó khác. Nhưng mà khi xuất phôi về đây á, thì với cái mục đích là người ta xử lý ra nó một lọt luôn. Thì vậy thì khi đó thì sao? Người ta phải chờ. Vậy thì có cái chùm nấm bói kia thì việc thứ nhất nó có khả năng là nó cấy ở những cái lô đầu tiên. Ở đây mình sẽ rọi đây.
ở trên một dây cũng vậy nè. À, cái bạch này nó thấy nó trắng nó già, nhưng mà cái bạch này á, thì nó lại chưa, có thể là nó ở những cái lô sau, vậy thì chúng ta phải chờ. Còn cái anh ra nắm bói kia thì cứ ra hái đi, hái xong rồi lấy cái bông nhét lại. Đấy, cái anh ra nắm bói nãy giờ mình quay mấy vòng rồi nè, nhét lại. Thì lại bên này thì nó lại còn chưa, thì cứ chờ đi là việc đầu tiên. Việc thứ hai á, xử lý á, thì trên thực tế thì nếu như mà cái trại này quan sát thì nó cách nhau có một tuần thôi, và thì cái thằng nắm bói kia nó ra thêm nữa, thì nguyên nhân thứ hai á, có thể là trong cái quá trình pha dinh dưỡng thì nó lại được nhiều hơn, nó yêu ái hơn, nó sung sức hơn đó là trước. Thế thì vậy thì giờ này đối với thời điểm bây giờ mình vẫn cho khách hàng chờ và chưa cho ra nấm. Ở đây thì mình sẽ cho khách hàng một tháng nữa. Phôi như thế này mình vẫn cho một tháng. Điều thứ nhất, ra nấm bói sẽ đạt 15%. Điều thứ hai, để phôi cho nó càng già nó càng tốt đối với cái dòng bào ngư xám này. Càng già càng tốt. Thì ở đây thì có những bịch ghi ngày cái mà không biết nó nằm ở đâu, nằm ở đâu nhưng mà không thấy, vì ở trên xưởng thì ghi, nhưng mà ở dưới này về trại rồi thì lại chắc nó lộn nó mất rồi. Mà cái bịch phôi này thì nó chỉ dao động tầm khoảng 35 ngày thôi đến 40 ngày, nó nằm khoảng cỡ đó thôi chứ không có nhiều đâu. Vì có những bịch nó còn mấp mé này, không có cái gì mấp mé này. Phải một tháng nữa cho nó ra nấm bói, cứ hái thoải mái rồi từ từ xử lý. Anh em không nên vội nha. Làm đối với cái dòng bào ngư xám này, càng vội thì càng nguy hiểm. Nguy hiểm điều thứ nhất là gì? Xử lý non quá nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng phôi chưa đủ sức ra nấm. Cho dù có đẩy nắp hay xử lý như nào, rút nắp ra nó ra cà le cà que thấy chán lắm. Là một. Cái thứ hai nữa, nó sẽ ra yếu, chưa đủ tuổi để non á, gọi để non cho dễ hiểu nha. Rồi thêm một cái nữa là mai mốt nó sẽ dễ bị mốc xanh. Đẻ non, cho nó đẻ non thì khi đó mình tưới, nó tiếp xúc cái sức chống với cái môi trường bên ngoài thì nó sẽ không tốt. Rồi nó sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Rồi mặt khác nữa, ví dụ như cái trại này nó khá là rộng, mình thấy nó dài. Ví dụ chỉ cần có một trại mà trại nào mình xử lý non thì nó sẽ lây cái trại này hưởng hết. Rồi thì chốt lại nãy giờ vấn đề của mình là nên để cho ra nấm bói 15% trở lên đi, cho chắc nhắc đi. Phôi thì cũng đừng có tính ngày gì hết á. Ví dụ như có những trường hợp mình giải thích như này, vì sao phôi em tính tới 75-80 ngày luôn rồi mà nó chưa ra nấm bói vậy thì em có nên xử lý hay không? Cái vấn đề này á, nguyên nhân thứ nhất á là ví dụ như mình đang nhập phôi về mình nuôi tơ, nó nắng đều hết, nó chưa có cơn mưa nào hết á, có khi tới 80-90 ngày nó vẫn chưa ra nấm, vì cái nhiệt độ nó quá gắt, nó quá khô. Cái nếu như mà trường hợp dính một cơn mưa một phát là tự động nấm bói nó xì, nó già quá nó xì. Đó là cái trường hợp mà mình giải thích cho anh em. Còn khi nó già quá rồi mà nó không ra thì mình coi lại cái phôi như thế nào, có khi mình xử lý nó cũng không ra nữa rồi. Hầu hết thì đa số thì mình nghĩ rơi vào cái phôi mà nó quá già thì chỉ cần một cơn mưa một cách sơ sơ thôi là nó đã bùng nấm bói rồi. Ở đây cái chùm nấm bói mình để ý, cái nấm bói mình đang coi có một chùm duy nhất trên một cái trại gần 20.000 phôi này, thì hầu như có một cái chùm đấy thôi, nhưng mà hôm qua là có mưa lác đác, mưa sơ thôi, nhỏ vài hạt thôi mà nó đã xì ra rồi đó. Rồi vậy thì tham quan như thế thôi. Anh em xin lưu ý một cái điều này nha. Lưu ý nãy giờ những vấn đề gì mình chia sẻ đó. Đừng vội xử lý sớm. Xử lý sớm, cứ nghĩ rằng xử lý sớm nó sẽ cho nấm mình hái. Nhưng mà trên thực tế, mình xử lý chỉ cần trước nửa tháng thôi thì nó hoàn toàn khác liền. Cái phôi nó hoàn toàn khác liền. Mai mốt nó dịch bệnh, nó xử lý ra nấm nó le que lét quét rồi. Rồi lúc đó mình còn tệ hơn cái thời gian mình chờ.
xử lý rút nắp, hôm nay là mùng 10 âm lịch nè. Thì mình xử lý rút nắp là khoảng cỡ 14 trầm thì mình tiến hành có nấm thu. Vậy thì hôm nay nấm sẽ nói rõ hơn cho anh em về cái vấn đề mà xử lý sốc lạnh rút nắp như thế nào cho nó hợp lý. Thì hiện tại thì anh em thấy không, cái trại nó đang khá là thoáng. Đây, anh em nhìn lớp lý làng này, mình chưa cho che lại. Thì chỉ có che bên kia thôi, mới vừa che xong. Ở bên đó là một cái lớp vải, tức là vải mà bị hỏng, bị hư, bị lỗi mình mua về. Để mục đích gì, cái vải nó rất là tốt. Là khi mà trong cái quá trình mình tưới cái lớp màng nó bị, cái lớp vải nó bị ướt đi, thì nó giữ được cái ẩm trong trại. Nhưng mà không phải lúc nào cũng chia như thế, mới vừa chia xong. Thì cái trại này thì khá là nhiều, sức chứa là 10 thiên. Được bố trí và sắp đặt khá là gọn gàng, ok, với kệ chuẩn từ thiết kế bên truyện nấm đưa ra. Thì anh em nhìn thấy sơ qua thì đây là lứa thu hoạch đầu tiên. Và lúc 4 giờ sáng đã tiến hành sốc lạnh xong rồi. Anh em thấy cái nền nó còn ướt không? Và thì để đi sâu hơn cái quá trình này thì nấm sẽ hướng dẫn cho anh em nè. Đó là cái cách của nấm. Còn cái cách của anh em làm thì nấm không thể được nào đánh giá, vì mỗi phôi có cái kiểu làm mỗi khác. Thì nấm chỉ nói về cái vấn đề của mình thôi. Việc đầu tiên là vì sao mà phải sốc lạnh. Nếu mà không sốc lạnh có được hay không? Nấm xin phép trả lời là được, không sốc lạnh cũng không sao hết, vẫn ra nấm ok. Vậy thì mình quay lại cái vấn đề, vậy thì sốc lạnh mục đích để làm cái gì? Thì cũng trả lời với anh em, cái việc mà sốc lạnh so với không sốc lạnh thì tỷ lệ nấm ra của sốc lạnh nó được đồng đều hơn. Anh em lưu ý một cái này, tức là ví dụ như mình không sốc lạnh nó cũng ra đạt có khi cả 100% nữa đó, nhưng mà sốc lạnh thì nó cũng ra hầu như cả 100%, nhưng mà cái thằng mà sốc lạnh nó sẽ ra đều hơn. Và khi đó mình hái, khi mình thu hoạch nó chỉ trong vòng 2 ngày thôi, tức là ngày đầu mình đã hái hết, chiếm hết 70-80% rồi, ngày thứ hai thì còn lắc nhắc thôi. Nhưng mà ngược lại cái thằng mà mình không sốc lạnh thì nó có khi mình hái lắc nhắc hoài, thằng ra trước thằng ra sau. Nên là nó khó trong cái khâu mà vệ sinh, chăm sóc và tưới. Nếu mà ra mà trường hợp mà nhay nhay nhiều quá, có khi 4-5 ngày á, thì mà mình lại lỡ cái chuyến sau đi. Đó là cái trường hợp về sốc lạnh. Cái trường hợp thứ hai nữa, nếu mà dùng phương pháp sốc lạnh thì cái phôi nấm mình nó không phải cái phôi mà cái nấm tươi, cái nấm nó ra nó đẹp hơn, nhìn cái nó có vẻ nó mướt mát hơn. Nói chung là nếu mà mình mới làm thì khó nhận ra được cái vấn đề này, nhưng mà làm quen rồi á thì mình nhận ra được, nhìn cái nấm nó mướt lắm, nó đẹp lắm. Rồi thêm vấn đề tiếp theo là bây giờ là sau khi sốc lạnh á, thì có một số anh em nói là bây giờ sốc lạnh như thế nào cho nó tốt. Cái vấn đề này thì cũng khó giải thích cho anh em rõ hơn, vì cái lúc nãy nấm có nói rồi, phôi của mỗi người mỗi khác, kỹ thuật mỗi người mỗi khác. Có những anh em thì trao đổi chia sẻ về cái vấn đề là sốc lạnh canh trưa. Ok, đồng ý. Được nha, nấm nói là được. Nhưng mà anh có đảm bảo được là nó có đủ lạnh hay không? Vì canh trưa mà nếu mà sốc lạnh thì giống như mình cũng vậy thôi, mình đi tắm đi. Canh trưa mà đi tắm thì biết khi nào mà để nó lạnh, mà cái tay của mình, anh em để ý rồi, lúc nhỏ mình hay dập nước đúng không? Mà mình tắm sao mà trời mưa mình tắm cái tay mình nó thun cái chỗ nè, nó bạch tảng, nó thun rồi đó, nó lạnh. Nhưng mà nếu mà trời nắng như thế này á, 12 giờ trưa đi sốc lạnh á, thì nấm nghĩ anh phải đủ cái hệ thống máy móc thì anh mới làm được cái lạnh cái bịch phôi được. Vì bịch phôi sốc lạnh là phải lạnh sâu luôn, lạnh y như nấm ví dụ á, nó phải quéo teo teo á. Nên là 4 giờ sáng thì nấm nghĩ là cái phương lúc đó sốc lạnh nó sẽ tốt hơn. Và cái phương pháp nấm làm từ hồi giờ rồi. 4 giờ sáng canh cái thời điểm nó đang xuống á, mình tắp nước cho nó sẽ nhanh lạnh. Mình cứ ví dụ thực tế đi, 4 giờ sáng ngủ dậy mình tắm đi. Cho dù trời mùa nắng hay mùa mưa vậy, được 4 giờ sáng tắm, ngâm nước chừng tiếng đồng hồ thì mình cảm giác mình lạnh, mình cống luôn. Thì ở cái thằng phương pháp sốc lạnh của bà Ngư thì hình dung là nó như thế.
Và cái cách làm của nấm thì ngày xưa giờ đều là 4 giờ sáng sấp lạnh. Cái nấm không bao giờ sấp lạnh 12 giờ trưa hay là ban ngày, nói chung là ban ngày. Đó. Rồi, thêm một cái vấn đề nữa là bây giờ có một số bạn hỏi: anh ơi, bây giờ em sấp lạnh xong em rút nắp thì em có nên tưới liền hay không? Và có nên kia chắn liền hay không? Thì nấm giải thích cho một điều này: sấp lạnh xong thì đòi hỏi là phải rút nắp liền. Anh nào mà sấp lạnh xong mà để mà không chịu rút nắp á, là chắc chắn cái đầu phôi nó mai mốt nó sẽ bị lỗi, bị hư. Vì lý do gì? Trong cái quá trình mình để nắp 7 ngày á, cái phôi mình nó bị ngột, nó thiếu oxy trầm trọng. Cũng chẳng khác là mình nín thở á, nó đâu có trao đổi được khí, đâu có trao đổi được oxy. Nên nó đang rất là ngột. Là tự nhiên nó đang ngột thì mình tiến hành mình sấp lạnh cho nó nữa thì nó sẽ càng ngột hơn. Nó ngột hơn gấp mấy lần như thế. Trong cái quá trình mình sấp lạnh nó ngột. Nó tức trong người, nó khó chịu, cái bịch phôi giống như là nó không có thể, nó đã đang ngột oxy rồi, mình tiếp nước làm li liệng cho nó, mình giật nó muốn đuối luôn. Thì bây giờ nó đòi hỏi nó phải ngóc đầu và nó thở đó. Thì khi sấp lạnh xong á là phải rút liền cho nó gấp. Để khi mà trong con người nó đang thẩm thấu, nó lạnh bên trong rồi, nó muốn ngoi đầu ra, nó thở, nó lấy oxy để nó sống. Tạm thời gọi là nó sống nè, tơ, nó sống nè. Mình chưa nói về vấn đề ra nấm. Thì cái hình thức nó như thế. Rồi, rút xong rồi thì mình có nên tưới hay không và mình có nên chia trắng hay không? Thì mình cũng có nói quay lại cái vấn đề là lúc nãy á, thì nó đang ngộp mà. Bây giờ mình rút nắp ra trong cho nó thở đó. Nó thở để cho nó trao đổi khí, trao đổi oxy. Và cái việc mà để hình thành nấm đó, nấm nó hình thành quả thể, cái dòng bào ngư này này, thì nó đòi hỏi kết hợp nhiều yếu tố: độ ẩm, ánh sáng, oxy là quan trọng nhất. Vậy ba cái đó nó kết hợp lại đó: độ ẩm, ánh sáng và oxy. Vậy thì cái điều đầu tiên bây giờ chúng ta quan tâm đến là cái vấn đề oxy, vì nó mới đại nắp rút ra. Rút ra thì cho nó thở đó, nó thở. Và muốn nó thở thì cái trại mình phải thoáng, mình không nên chia, để cho nó thoáng để nó lấy được cái lượng oxy. Bên kia thì nó mới cho anh em chia lại. Vì bên đó nó khá là gió. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, giờ này 4 giờ chiều đủ cái thời gian để nó hồi sáng và nó lấy oxy rồi. Và bây giờ mình tiến hành chia trắng và bắt đầu mình tưới tàu ẩm nữa. Thì khi mình rút ra rồi, mình để trại thoáng cho nó thở để lấy oxy trong vòng 12 tiếng nha. Nấm có hướng dẫn video. Tức là ngày đầu tiên mình rút nắp mình chỉ tưới buổi chiều thôi. Sáng sốc lạnh xong khoảng 7-8 giờ mình rút đi. Rút đi khoảng 4-5 giờ chiều mình tưới một lần duy nhất. Sau đó mình tiến hành mình thả trại. Thả trại để chi? Bây giờ oxy đủ rồi nha. Oxy đủ rồi thì mình tiến hành để mình xạ giữ kín lại để bắt đầu mình giữ ẩm. Kết hợp với ánh sáng. Ánh sáng thì nấm nghĩ là nên là vì mình nấm có hướng dẫn là anh em trồng nên chọn lớp lý lan. Vì nó có độ khuếch tán ánh sáng. Hoặc là anh em sử dụng đèn. Đấy, thấy có mấy bóng đèn không? Tí nữa nấm sẽ giới thiệu sâu về cái vấn đề ánh sáng một tí xíu cho anh em. Rồi thì bây giờ đấy, sáng rút rồi. Giờ mình chỉ việc là chia lại và tưới. Bây giờ chuẩn bị tưới nè, tưới cho xong nè. Còn anh em hồi nãy mình có giải thích chưa là sau khi rút nắp có tưới liền hay không? Em để trại thoáng cũng được nhưng mà em tưới liền hay không? Thì theo nấm nghĩ là không được nha. Không, và tuyệt đối là không, không, không luôn. Đó. Vì lý do gì? Anh em khi mà trồng quen rồi, khi mình rút cái nắp ra, nó có một cái lớp màng tơ. Người ta gọi là tơ nấm đó. Nó ở trên cái đầu cổ. Nếu như mà nó như cái màn nhện đó. Nếu như mà anh em mà mình tắp nước nó liền, thì cái hơi nước nó sẽ bám vào cái cổ miệng. Cái hơi xương của nước nó bám vào cổ miệng. Thì khi đó cái màng tơ nó bị teo lại đi. Nó như bông gòn ấy mà, nó teo lại. Thì nó dồn thành một cục, mai mốt cái cục đó nó ra nấm. Cái màng đấy nó bung nấm rất là mạnh. Nó bung ra nấm thì nó có cái hiện tượng một hai tay. Là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai thì khi mình rút ra liền, cái mình tưới liền á. Tưới liền á nha, nấm đang nói tưới liền. Thì lúc nãy quay lại cái vấn đề là nấm nói là nó cần oxy mà. Nhưng mà mình rút ra mình tưới liền, cái màng của nó bị teo thì cái lớp xương, cái lớp nước nó bị vướng vô cái miệng của nó đi. Thì quá trình trao đổi khí oxy nó diễn ra yếu hơn. Thay vì mới rút ra nó thở ầm ầm, tự nhiên có một màng nước vô nó khó thở hơn. Thì nó lấy lượng oxy khá là ít, nó cũng khó bung nấm.
Rồi bây giờ thì việc ok rồi, nói về súc lạnh và rút nấm rồi, bây giờ chỉ việc kia lại giữ ẩm. Mình thì bây giờ nấm sẽ quay đi sâu vào cái vấn đề ánh sáng. Vậy thì ánh sáng có kích thích gì về sự phát triển của nấm hay không? Thì nấm giải thích cho ánh sáng nó tạo ra cho cây nấm bào ngư này hai cái vấn đề chính. Một là màu sắc. Màu sắc của cây nấm nếu đủ ánh sáng nó đẹp khá. Nó đẹp khá nhiều so với thiếu ánh sáng. Nếu mà đủ ánh sáng cái màu, nấm của nó xám đẹp. Còn nếu mà thiếu ánh sáng cái màu nó trắng, nó trở nên bạc. Rồi cái vấn đề ánh sáng nó sẽ, nếu mình kích thích ban đêm á, nó sẽ gây cho nấm lớn nhanh hơn dự tính. Nếu không có ánh sáng thì có thể là ngày thứ 5 mới hái, nó bung nấm mới đủ hái. Nhưng mà nếu có ánh sáng thì có thể 4 ngày rưỡi là hái rồi. Giúp cho quá trình phát triển của nấm nó nhanh hơn. Vậy thì thời điểm nào chúng ta nên cần ánh sáng như thế này? Nếu mà mình thấp ngày thấp đêm thì nó phí quá, ban ngày thì có ánh nắng rồi, mình chia lưới lan nó có khối tán ánh sáng rồi. Thì chủ yếu bật ban đêm, mà ban đêm thì ở này thì mình không phải là đêm nào mình cũng bật. Mình rút nắp ra 2 ngày rưỡi, trong khi đó cái nấm nó hình thành quả thể rồi, nó nhú hạt gạo đó, người ta gọi nhú hạt gạo đó. Thì lúc đó ta tiến hành, ta mới bật điện, thì hầu như có 2 đêm thôi. Nếu mà nói quá trình thu hoạch hầu như có 2 đêm thôi. Thì đó là cái cách mà vấn đề ánh sáng, vấn đề sốc lạnh, vấn đề độ ẩm. Độ ẩm thì vì khi mà ta chia xuống hết rồi, ta tưới ở bên trong là độ ẩm nó đủ rồi. Còn anh em nói nè, anh em nói bây giờ tôi mua cái đồng hồ tôi gắn trong trại được không? Vậy thì cái vấn đề này á, thì nấm nói nè, hầu như mình cũng không nên đâu. Thú thật làm quen là không nên, không cần thiết gì tới mấy cái đó nữa. Vì sao? Vì một cái trại nó quá rộng mà mình có một cái nhiệt độ. Bây giờ mọi người cứ đem hết, ví dụ như bây giờ tôi có điều kiện, tôi mua 5 cái máy đo nhiệt độ, tôi gắn ở 5 cái chỗ khác nhau trong một cái trại nấm này. Nấm đảm bảo 5 cái bảng đó nhiệt độ và độ ẩm khác nhau hoàn toàn. Đúng không? Vậy thì bây giờ làm sao? Vậy thì mua 5 cái gắn đi. Gắn nhìn thôi chứ còn khi mà tưới vô cũng chả biết nó, vì 5 cái nó khác nhau mà. Còn nếu gắn một cái thì nó lại ngược nha. Ví dụ mình gắn cái đầu đây, nhiệt độ độ ẩm khác nhau thì mình cứ chú trọng cái đầu để mình tưới. Tưới thì mình tưới cái đầu đây, nhưng mà ngược lại cái đầu kia lỡ nó khô hơn, nó ẩm hơn thì mình cũng tưới theo cái kiểu đều dựa vào cái đồng hồ ở cái khúc này. Thì bên kia có chỗ lại khô, chỗ nó lại ẩm. Thì vì vậy không phải nấm nói là bỏ cái vấn đề nhiệt độ và độ ẩm đi. Có nó thì tốt, chứ không phải là không. Nấm nói có thì tốt. Nhưng mà ví dụ như là gắn cái hình thức là như thế nào, phải biết điểm chọn. Cái nào cũng hơi khó, vì một cái trại nó quá rộng thì nên là cứ mua 5-7 cái thì cho chắc đi. Còn nếu một cái thì thôi treo cho vui, còn có khi khỏi mua cũng được. Quan trọng trồng nấm này là cái vấn đề mà cảm quan, tức là chúng ta cảm nhận được bằng hình thức mắt, bằng hình thức cảm giác nó. Ví dụ nó ra nấm, anh em cứ ra vuốt cái tay nấm ấy, cảm thấy nó nhớt thì được, nó dư nước, nhớt quá dư nước, mà vừa sơ thì đủ nước, mà nó rít rít thì nó lại khô, mình tưới, đó là cảm quan. Là tùy cái cách anh em, mỗi cái anh em làm ấy. Còn nấm chỉ có chia sẻ về cái cách mà nấm làm và thực tế từ hồi giờ, với cái kinh nghiệm mà trồng nấm bào ngư xám 10 năm rồi, so với tất cả anh em trong nghề nấm thì nó cũng không tới đâu hết á. Nhưng mà so với những anh em mà mới vào nghề, để nấm chia sẻ cái này thì nó cũng là một cái vấn đề thông tin rất là bổ ích cho anh em. Rồi thêm một cái vấn đề gì nữa hay không ta? Rồi anh em thì hầu như là nói về cái vấn đề sốc lạnh rút nấm như thế này thôi. Giải thích cho anh em hiểu rõ thôi. Còn thêm một cái tưới nấm nữa nha. Cái tưới nấm là một cái mà nhiều anh em hay bị, đó là tưới nấm ban đêm. Đặc biệt tuyệt đối không bao giờ tưới nấm ban đêm nha. Tuyệt đối tưới nấm ban đêm là nó bị sao? Nó bị nhũng nấm á. Vì ban đêm nó quá trình nó hô hấp nó diễn ra nó không có như ban ngày. Nói chung là nó đi sâu vào vấn đề chuyên môn á, thì bây giờ nói phân tích ra thì cũng khá là dông dài. Nhưng mà nấm nói với anh em, khuyên anh em không tưới nấm ban đêm. Muộn nhất là 7 giờ đêm thôi. Muộn nhất, lỡ mà có đi làm đi gì đó, muộn nhất 7 giờ đêm xong nghỉ. Còn tưới ban đêm là tưới như thế này nè. Cái lúc mình thu hoạch đó, giả sử như 7 giờ tối mình thu hoạch mà còn những cái tay nhỏ, để những cái tay mà khoảng 10 giờ đêm mình hái, thì lúc đó mình lấy cái bình xịt mình đi lướt mấy cái chùm đó thôi.
hoặc là nếu mà trại nó đều hết thì mình đi lướt sơ thôi, gọi như đi phun thuốc đó, đó. Sơ nhẹ nhẹ thôi để tí hái, chứ để tí 7 giờ tới 10 giờ đêm thì cái tay nấm nó khô quá. Còn những cái lúc mà chưa thu hoạch mà nấm nó mới có nhú nhú ra hay nó lớn một tí xíu chưa thu hoạch được, ban đêm không tưới. Và điều đó là điều khá là đặc biệt. Rồi thêm một cái nữa, nói về tưới đi, sẵn nói luôn. Anh em hỏi bây giờ nấm cái chuyện trời nắng với trời mưa tưới như thế nào? À, mình cũng khó nói về cái vấn đề này, đúng không? Nhưng mà bây giờ nấm, cái kinh nghiệm của nấm làm như thế này nè. Nắng quá ta tưới khoảng 5 lần, mưa nấm cũng tưới khoảng 4 lần. Ủa vì sao tự nhiên nắng quá mà tưới 5 lần mà mưa 4 lần? Bây giờ nấm này, nắng quá mình tưới một ngày 5 lần đi. À, sáng 7 giờ, 10 giờ, rồi 12 giờ, 2 giờ, 4, 5 giờ rồi đó. Nếu mà trời nắng gắt, gọi là nắng cực kỳ thì tưới 5 lần. Ví dụ mỗi lần tưới là 2 phút, nắm ví dụ nha. Mỗi lần tưới là 2 phút cho một lần tưới. Còn mùa mưa có thể cũng tưới 4, 5 lần. Nhưng mà mỗi lần tưới chỉ được khoảng 10 đến 20 giây nếu mùa mưa. Chứ đừng có nghĩ trời mưa không tưới nắm nha. Không phải đâu. Nó cũng cần nước, nó cũng cần uống nước để nó, nhưng mà nó uống ít hơn. Uống ít hơn thôi. Anh em rõ cái vấn đề này nha. Cũng tưới 4, 5 lần vậy đó. Nhưng mà nắng tưới 3 phút, 2 phút, 3 phút gì đó. Nhưng mưa chỉ tưới 20 giây thôi, 30 giây gì đó. Giảm cái lượng nước lại nhưng mà số lần tưới vẫn y như cũ. Thì nó sẽ tốt hơn. Chứ đừng có nghĩ trời mưa ta tưới một lần duy nhất xong ta bỏ. Thà mình tưới sương nhẹ nhẹ vì nó để cho nó, cái nấm nó giữ được cái lượng nước. Vì mùa mưa thì nó cái nước nó khó, nó chậm thoát nước hơn. Rồi thì đó là những cái vấn đề mà mình chia sẻ với anh em về vấn đề này. Thì hy vọng thì anh em có cái những cái vấn đề gì góp ý bên dưới để nấm. Trại này nó khá là thấp và nó tương đối là nhỏ vì chiều ngang nó có 3,5 m thôi mà dài nó tới 20-30 m lận. Nên là mình đi có một đường thôi. Anh em thấy có một đường ống chính giữa không? Thì nó hơi thấp thì khi mình gắn mình tưới á, tưới thì nước nó sẽ động lên cái lư làng nó nhỏ xuống thì nó sẽ không tốt. Nhưng mà vì cái trại này nó lỡ nó thấp rồi thì nên là cũng đành chịu thôi. Bây giờ sao? À, nếu như anh em mà mai mốt có làm trại nấm á, thì cứ cố gắng làm cao cao một tí thì mình đi cái hệ thống phun sương á, nó sẽ được ok hơn, mình tưới nó sẽ được phun ra đều hơn, mịn sương rồi nó tỏ ra được đều. Chứ còn ở đây nó cứ dính lư lan xong nó nhỏ xuống thì nó cũng không có tốt nha. Mà thì bây giờ cứ ở này thì cứ cái bét này nó cứ đi vô cái lường chính giữa nha. Lường chính giữa, đừng có anh em đừng có gắn hơn, nó đi vô trúng cái đường phôi này. Khi mình tưới xong là cái bét nó nhỏ như thế này nè. Nè. Anh em thấy không? Nếu mà nó chút xuống nó càng chảy hơn nữa thì nó phải chảy. Vì trong một cái đường ống nếu như mà cái chỗ nào mà nó thủng, tức là nó thấp hơn á, thì nước nó sẽ dồn vậy đó. Nó sẽ chảy như thế này. Khi nào mà lượng nước hết thì nó sẽ dừng. Và thì bây giờ mình sẽ bật tưới cho anh em xem. Tưới bật motor giùm cho chú á. Đó, bây giờ là mình sẽ tưới, mình đứng ở xa nha, để nó ướt cái máy quay. Hy vọng thì mình bật motor tưới, cấm điện lên, cấm điện cho nó sáng lên. Rồi, mình ở xa, mình cố gắng mình quay cho nên. Rồi, bắt đầu nè, tưới, đó, nó phun rồi, nó phun cũng khá là đều đó. Nên em thấy không, vì hồi nãy nấm có nói là nó dính cái lớp ly làng á, tí mình nói... anh em thay đổi là kéo cái lớp ly làng cho nó căng lên, cho nó đỡ bớt. Đó, vì lớp ly làng nó xuống, hạt nó to. Thì cái bét nó phun sương khá là mịn chứ không phải là lớn đâu. Đây. Nó mịn đó, nó khá là mịn đó. Tưới như thế này, dùng cái hệ thống như thế này mai mốt... sốc lạnh rồi nó cũng khá là êm, nó tưới đều trại à. Để nấm sẽ chui vô cái góc nào đây. Được chưa, anh em thấy thế nào, phun sương cũng khá là ok đó, không thấy là được á, mù sương mênh mông, chỉ khắc phục lại cái là cao cao một tí là ok, tức là cao cái lớp ly lan này nha.
Rồi đó là những cái gì mà mình chia sẻ với anh em á, anh em tham khảo. Còn có gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới để Nấm chia sẻ thêm nha. Rồi ok, tưới như thế này thì bếp nhựa nó so với bếp đồng thì nó không bằng. Nấm cũng nói thật vì cái lượng nước của bếp nhựa nó ra nó sẽ nhiều hơn, xương nó sẽ không bằng bếp đồng. Bếp đồng thì xương quá là mịn, nên là tưới ở bếp nhựa thì Nấm hay cho tưới khoảng chừng 1 phút rưỡi đến 2 phút là nhiều, chứ không có tưới lâu được. Còn ở bếp đồng thì tưới khá là lâu. Rồi như vậy thì Nấm sẽ kết thúc video ở đây. Chào cả nhà nha. Anh em có thắc mắc gì thì cứ alo cho Nấm. Nấm sẽ chia sẻ với anh em về những cái kinh nghiệm mà làm thế này. Nó đập nước nhỏ khá là nhiều luôn, anh em chú ý. Tắt đi coi. Rồi, khi tắt á thì ở trong thì hôm nay sẽ xử lý một lần 12 thiên. Sáng giờ hái cũng khá là nhiều rồi. Giờ Nấm sẽ dạo qua một vòng cho anh em xem nha. Tỷ lệ ra đạt khoảng 95%. Lứa đầu tiên nha. Anh em cũng hỏi Nấm sao mà nó được đều như thế này. Thì cái việc đầu tiên thì anh em phải nắm rõ kỹ thuật tí xíu. Cái việc thứ hai thì phôi mình để già một tí đi. Bây giờ mình xử lý ok thì nó sẽ có kết quả như thế này. Đánh giá sơ bộ về cái tỷ lệ ra nấm thì nó đạt 95% thì ok rồi. Chùm nấm đẹp, không bị vàng chăn. Vì cái lý do là nấm cũng có chia sẻ với anh em á, là mình chắc cái bạch nó chuối xuống, mình tưới nó thì nó đỡ vô cái cổ, nó không bị nhũng chân. Việc thứ hai thì cái nấm này so với những cái trại khác, ví dụ như ở Rạch Giá đi, thì màu sắc ở đây không đẹp bằng, vì cái trại tương đối là thấp. Anh em thấy cái trại nó khá thấp không? Tuy nấm có kích điện cho nó thêm nhưng mà màu của nó cũng không có được đậm đen như cái trại Rạch Giá mà vừa rồi có quay cho anh em xem đó. Thì anh em cũng rút kinh nghiệm thì nếu như mà mai mốt mà có làm trại nấm thì làm cột con cao khoảng 3 mét, lộ ok, thấp nhất gọi là thấp nhất 3 mét, để cho cái trại nó thoáng, đủ lượng ánh sáng khớp tán. Nắm ra như thế này thì ok rồi chứ nữa. Ở đây thì nắm thu hoạch thì nắm bỏ đầu mối không, nên ở 12 thiên này dự tính nó khả năng nó rơi vào tầm khoảng 500 kg, dự tính khoảng cỡ đó. Thì nắm sẽ suốt một lần luôn, tức là nó ra đều. Thì cũng may mắn là hôm nay hái sáng thì không có bị dính về đêm. Giờ này mới có 8 giờ sáng thôi. 8 giờ sáng thì nấm nó ra như thế này. Tức là hôm nay là nếu mà suốt, nãy giờ suốt quá trời luôn ạ. Anh em thấy cắt bên kia. Thì nếu mà hái thì nó không có bị vướng về buổi tối. Cũng khá là khỏe. Quay nấm á, quay mà nấm á, anh em quay ở dưới quay lên nó đẹp hơn. Đều hả? Nhìn thấy nó đều hơn, đẹp hơn. Rồi. Vì sao hái trúng được ban ngày? Cái lý do anh em hỏi của mình cũng khá là khó trả lời cho anh em biết, là vì cũng may mắn thôi. Nấm nhanh lớn hay chậm lớn thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Có lúc hái đêm thấy lạ luôn, thức trắng đêm.
Nhưng mà xử lý thì nấm cũng hay chia sẻ anh em á, là thường sốc lạnh và rút nấp thì khoảng cỡ 6-7 giờ sáng là rút nấp. Thì giờ này thu. Đó, tại này thu như thế này thì khá là khỏe, khỏi thức đêm, đỡ mệt. Lúc sáng thì cũng có một số hơi nở nha này, nhưng mà đã hái cắt rồi, thì còn cái đây thì quá ok rồi. Giờ đi lướt lại một lần nữa là nấm sẽ, tức là lướt là hai vòng, hái một lần nữa thì nấm sẽ tưới sơ cho nó. Đây là anh em thấy tỷ lệ nó ra chưa? Rồi, đợi dưới rồi lên nè, thấy nó quá là đẹp luôn.